Xin chào, chúng ta đang gặp lại nhau với Kbiz 24h, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì hấp dẫn? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Trong ca khúc hợp tác mang tên When We Disco, ông trùm của JYP là Park Jin Young và Sunmi đóng vai một cặp tình nhân nên họ phải thực hiện vũ đạo tình tứ, mùi mẫn ở cả MV và trên sân khấu âm nhạc. Khi mà theo dõi màn trình diễn này, nhiều người cho rằng những động tác vũ đạo mùi mẫn mà Park Jin Young thực hiện với Sunmi nhìn rất sai, nhất là khi ông lớn tuổi hơn cựu thành viên của Wonder Girl và đã có gia đình. Ông lớn Park Jin Young và Sunmi đóng vai một cặp tình nhân nên họ phải thực hiện vũ đạo tình tứ mùi mẫn ở cả MV và trên sân khấu âm nhạc. Dù bộ đôi này được đánh giá là kết hợp ăn ý, nhưng mới đây một số cư dân mạng tỏ ra không thoải mái vì những động tác thân mật mà ông trùm JYP dành cho cựu thành viên của Wonder Girl khi mà cả hai biểu diễn ở chương trình Radio Star vào ngày 12 tháng 8 vừa qua. Ở phần cuối của bài hát, Park Jin Young đứng đối diện với Sunmi và dùng tay đặt hờ lên vòng ba của cô. Đây vốn là tư thế kết màn tiêu chuẩn khi mà bộ đôi thể hiện ca khúc When We Disco. Thế nhưng sau khi diễn xong, dường như vì quá xúc động nên là người sáng lập của JYP đã ôm chặt lấy Sunmi, thể hiện tình cảm dành cho cô học trò năm nào. Thế nhưng hành động tưởng chừng như rất đỗi bình thường mà Park Jin Young dành cho Sunmi lại là bất thường với một số bộ phận cư dân mạng. Họ cảm thấy không thoải mái trước vũ đạo thân mật giữa cả hai, thậm chí có người cho rằng động tác của Park Jin Young đặt tay lên vòng ba của Sunmi là phản cảm. Theo những người này, Park Jin Young biết Sunmi từ khi cô mới 14-15 tuổi, là người dìu dắt cô trưởng thành, nhưng giờ đây ông lại diễn cảnh tình tứ với học trò. Chưa kể, người sáng lập của JYP hơn Sunmi tới 21 tuổi. Ông còn đã lập gia đình và có con nhỏ, nên biểu diễn thế này sẽ đem lại cảm giác sai sai, thậm chí có phần không phù hợp. Netizen đã để lại những bình luận như sau. Tôi thấy không thoải mái vì ông ta biết Sunmi từ khi cô ấy còn rất nhỏ và mối quan hệ của họ giống như cha và con gái. Bởi vậy mà cảm thấy khá khó chịu khi mà họ đóng vai tình nhân, đặc biệt là động tác ông ta đặt tay lên vòng ba của cô ấy. Ông ta làm tôi thấy có cảm giác không thoải mái. Tôi đã sốc và thấy thương cho Sunmi khi mà xem cảnh này, cô ấy không xứng đáng bị đối xử như vậy. Trên hết là ông ta đã kết hôn và có hai đứa con. Đây không phải là một phần của vũ đạo, tay của ông ấy đáng ra phải lơ lửng ở trên. Dù là bạn bè cũng phải có ranh giới. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đồng tình với những ý kiến trên của cư dân mạng. Họ cho rằng cựu thành viên của Wonder Girl đã là một người phụ nữ trưởng thành và độc lập. Nếu cô cảm thấy không thoải mái thì có thể góp ý ngay từ lúc quá trình dựng vũ đạo. Chưa kể, Sunmi từng bày tỏ rằng mình rất vui khi mà hợp tác cùng với Park Jin Young. Chưa kể, Park Jin Young cũng không hề đặt hẳn tay lên phần nhạy cảm trên cơ thể của Sunmi. Ông chỉ thể hiện động tác hờ hững để diễn vai tình nhân với nữ ca sĩ mà thôi. Sunmi ra mắt trong đội hình Wonder Girl vào năm 2007 sau một năm thực tập. Khi ấy, nữ ca sĩ mới 15 tuổi. Park Jin Young chính là người chứng kiến quá trình trưởng thành của cô và các thành viên khác. Thậm chí, ông còn trực tiếp làm việc cùng họ khi mà Mỹ tiến. Dù Wonder Girl đã tan rã, nhưng cả nhóm vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bố Park. Trong một chương trình, ông tuyên bố rằng mình chưa từng nghĩ họ là một nghệ sĩ mà coi Wonder Girl chẳng khác gì những cô con gái trưởng thành trong gia đình. Bạn có suy nghĩ như thế nào về màn trình diễn của ông lớn nhà JYP và Sunmi hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới cho mình biết nhé! Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày cùng với chúng mình nhé!